Hmm, virus corona là con gì mà khiến chúng mình sạc lớp, xa các bạn, xà các cô, xa cả những hoạt động lý thú tại trường mầm non tân thời đại thế nhở? Mà trông nó như thế nào và tại sao nó lại lây bệnh cho nhiều người thế? Chúng mình cùng tìm hiểu nhé. Đây là một con virus. Có rất nhiều loại virus khác nhau, trông chúng cũng khác nhau, nhưng chúng đều có những đặc điểm chung. Đó là có một phần tròn ở giữa, chính là phần thân còn những gai tua tủa xung quanh chính là các rác bám mà chúng sử dụng các rác bám này để bám vào những bộ phận trên cơ thể chúng mình khiến cho chúng mình bị ốm các loại virus khác nhau lại thích bám vào các bộ phận khác nhau ví dụ virus cúm mùa sẽ bám vào mũi khiến cho mũi của chúng mình bị ốm chúng mình bị nghẹt mũi và sổ mũi virus đau mắt bám vào mắt và khiến cho mắt của chúng mình đỏ lên, cộm, ngứa và sản sinh ra rất nhiều ghen mắt. Các bạn đã bị đau mắt rồi, có nhớ không nào? Còn virus corona, virus corona thích bám vào phổi của chúng mình. Mà lá phổi lại giúp cho chúng mình hít thở, nên sốt, khó thở, ho chính là những triệu chứng thường thấy của người nhiễm virus corona và đôi khi họ còn bị lạnh nữa. Tuy nhiên có một điều khá may mắn, đó là virus không có chân để chạy, cũng chẳng có cánh để bay. Chính vì thế chúng không thể tự lây lan cho mọi người được. Vậy bằng cách nào mà chúng lây lan cho nhiều người thế? Đầu tiên là những người bị ốm hát hơi không đúng cách, họ dùng tay để che miệng, sau đó chạm tay bẩn vào những người khác, những đồ vật xung quanh và những người này lại chạm tay vào mắt, mũi, miệng và khuôn mặt rồi bị nhiễm virus. vậy chúng mình phải làm thế nào đây? đầu tiên đó là sử dụng khẩu tay để che khi hắt hơi. sau đó là luôn luôn nhớ đeo khẩu trang trước khi ra ngoài. mà tốt hơn hết trong thời gian dịch bệnh này chúng mình chỉ ra ngoài khi cần thiết thôi nhé và quan trọng hơn hết đó chính là việc rửa tay thường xuyên và đúng cách mà cô Thảo y tế đã hướng dẫn chúng mình rồi đấy nếu chúng mình chưa nhớ hãy nhờ bố mẹ mở lại video trên kênh của hệ thống giáo dục tân thời đại và luyện tập theo nhé giờ cô sẽ cùng hiện lại 6 bước rửa quy nhé trong 6 bước rửa tay này có hai bước thường bị các bạn quên mất đó chính là việc rửa sạch phần mu bàn tay và việc trụng các đầu ngón tay lại, xoay vào lòng bàn tay kia để rửa sạch virus vi khuẩn ẩn nấp dưới móng tay. Còn bây giờ, chúng mình hãy cùng nhau xem lại các khuyến cáo của Bộ Y tế nhé! hãy cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh để chúng mình sớm được gặp lại các cô các bạn và được cùng tham gia những hoạt động vô cùng lý thú tại trường mầm non tân thời đại các bạn nhé